Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Sóng ngầm trước cuộc chuyển giao quyền lực của Donald Trump. Bộ máy nhân sự dưới quyền tổng thống đắc cử Donald Trump đang trải qua những cơn xáo trộn mạnh mẽ. Trong quá trình vận động tranh cử, Donald Trump không ít lần xung đột với các quan chức cấp cao đảng Cộng Hòa. Đến nay, ông lại phải đối mặt với một cơn sóng ngầm ngay bên trong nhóm chuyển giao quyền lực phụ trách an ninh quốc gia của mình, khi hàng loạt quan chức đảng Cộng Hòa đặt nghi vấn về quan điểm cũng như những lựa chọn nhân sự mà ông đã đưa ra. Trong quá trình ông Trump xây dựng đội ngũ nhân sự cho chính quyền mới, Mike Rozer, cựu nghị sĩ dày dặn kinh nghiệm về an ninh quốc gia, được nhận định là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA. Thế nhưng, ông này lại là một trong những người mới đây nhất bị đẩy khỏi chính quyền chuyển giao quyền lực. Các nguồn tin am hiểu vấn đề này cho hay. Sóng ngầm nhân sự bắt đầu xuất hiện từ hôm 15 tháng 11 khi ông Trump có cuộc gặp với phó tổng thống đắc cử Mike Pence để thảo luận việc lựa chọn thành viên nội các và những vị trí cấp cao trong Nhà Trắng. Ông Pence tuần trước thay thế thống đốc bang New Jersey Chris Christie đảm nhận vai trò dẫn dắt đội chuyển giao quyền lực cho tỷ phú Donald Trump. Ông Christie, người từng là đầu mối kết nối giữa nhà tài phiệt New York với các lãnh đạo Cộng Hòa, đang đánh mất ảnh hưởng của mình. Một số đồng minh của Christie đã nhận được thông báo họ bị bật khỏi danh sách xem xét cho các vị trí cấp cao. Theo một cựu quan chức có mối liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Tổng thống Mỹ đắc cử, nhiệm vụ sắp xếp lại bộ máy này do Trung tướng về hưu Michael Flynn và con rể ông Trump, Jared Kushner, chủ trì thực hiện. Ông Roger thực tế không có mối liên quan rõ ràng với thống đốc Christie, nhưng từng được ông Christie tuyển vào đội ngũ cố vấn cho tỷ phú Trump. Ít nhất, ba đồng minh khác của ông Christie đã bị gạt sang một bên. Giới chuyên gia suy đoán, sở dĩ thống đốc New Jersey cùng đồng minh bị cho ra rìa là một phần bởi ông Christie, khi còn là một biện lý đã khởi tố cha của Jared Kushner vì tội trốn thuế và làm giả chứng từ. Vì thế, Jared không bao giờ thích mà luôn chống đối Christie, một nguồn tin tiết lộ. Tuy nhiên, việc loại bỏ Roger đã tạo ra một khoảng trống về nhân sự và đội ngũ của ông Trump đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn ứng viên thay thế phù hợp. Theo nhiều nguồn tin, hiện làm việc dưới quyền phó tổng thống đắc cử Pence trong nhóm chuyển giao quyền lực là những cố vấn có mối quan hệ thân cận với thượng nghị sĩ Jeff Sessions, một đồng minh hàng đầu của ông Trump, mang quan điểm cứng rắn về nhập cư và cựu chủ tịch trang tin Ray Park Stephen K. Pennan. Việc Pennan được chỉ định làm chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng bị phe Dân Chủ phản đối gay gắt. Họ cáo buộc ông Pennan là người mang tư duy phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và ghét phụ nữ. Bên trong tháp Trump ở Manhattan, New York, nơi Tổng thống Mỹ đắc cử lên các phương án vận hành bộ máy chính quyền, các động thái thay đổi và bổ nhiệm nhân sự mới là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tỷ phú Trump dường như sẽ điều hành theo đường lối dân túy, cứng rắn, đúng như những định hướng mà ông đã nêu ra trong quá trình tranh cử. Elias Cohen, cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng Hòa, từng mạnh mẽ lên tiếng phản đối ông Trump, cho hay một người bạn lâu năm, đồng thời là quan chức cấp cao thuộc đội ngũ chuyển giao quyền lực của nhà tài phiệt New York, đã đề nghị ông đưa ra bản danh sách những ứng viên phù hợp làm việc cho bộ máy an ninh quốc gia. Sau khi gợi ý một vài cái tên, Cohen nhận được email từ người bạn mà theo như lời ông miêu tả là rất kỳ lạ, rất đáng lo ngại. Tôi thấy họ coi các vị trí này như những chiếc kẹo mút, thứ mà người ta mang ra để thưởng cho những đứa trẻ ngoan, Cohen nhận xét. Cohen thêm rằng, vị quan chức trong đội ngũ chuyển giao quyền lực kể trên hoàn toàn không để tâm đến những mối lo lắng liên quan đến quyết định bổ nhiệm Pennan của ông Trump. Các cố vấn cho nhà tài phiệt New York luôn thể hiện thái độ bảo vệ ông Pennan. Các quan chức chuyển giao quyền lực của ông Trump chưa đưa ra bình luận, song cố vấn truyền thông Jason Mueller hôm ngày 14 tháng 11 vừa qua cho biết ông Trump và ông Pence hiểu rõ việc lấp đầy các vị trí còn thiếu là một nhiệm vụ cấp bách. Bên cạnh đó,
một số nhà gây quỹ cùng nhà tài trợ lớn hôm qua cũng nhận được phần thưởng là ghế trong ủy ban nhậm chức tổng thống của tỷ phú Trump. Ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson và vợ, hai người từng ủng hộ ít nhất 11,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đảm nhận vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính. Một số người ủng hộ khác cũng góp mặt trong ủy ban, bao gồm chuyên gia tài chính New York Leo Eisenberg, người từng đứng đầu ban gây quỹ chiến dịch vận động tranh cử thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, hay Laurie Permaster, vợ giám đốc điều hành Marvel Entertainment Isaac Permaster. Eisenberg đã ủng hộ ông Trump 1,9 triệu USD, trong khi bà Permaster quyên góp cho một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump số tiền lên đến 5 triệu USD. Cá hô vàng gần 130 kg mắc lưới ngư dân miền Tây. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 11, khi kéo lưới trên sông Cổ Chiên, ngư dân Nguyễn Văn Nghĩa, 40 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bắt được cá hô có màu vàng nặng gần 130 kg. Như thường ngày, tôi kéo lưới ở đoạn gần cù lao dài thì nghe tiếng quẫy nước rất mạnh. Biết là có cá to, tôi phang lưới nhanh lên thì phát hiện con cá khủng có màu vàng đang vùng vẫy. Ông Nghĩa kể như vậy và cho biết khó khăn lắm mới đưa được con cá dài 1,5 mét vào bờ. Hay tin bắt được cá hô, hàng trăm người kéo đến nhà ông Nghĩa xem. Chiều cùng ngày, thương lái ở Tiền Giang sang mua con cá với giá 2,5 triệu đồng mỗi kg, tổng cộng khoảng 300 triệu đồng. Ông Nghĩa giọng hùa hởi nói, nhiều năm đánh bắt trên con sông này, đây là lần đầu tiên tôi bắt được cá quý, to như vậy. Cá hô là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, thường sinh sống ở những sông lớn như Mekong, nhưng chúng có thể bơi vào những kênh, rạch, sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt. Năm con giáp luôn được phúc báo cả đời, cuộc sống thuận lợi vẹn toàn. Các bạn thân mến, những con giáp sau đây có thể nói họ gặp nhiều thuận lợi và an yên hơn người khác. Tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Đầu tiên là những người tuổi Tý. Con người tuổi Tý vốn có một tâm thái rất khỏe mạnh, họ có thể sống chan hòa với mọi người và cũng rất biết nghĩ cho người khác. Nhân duyên của họ cực tốt bởi họ không quá tính toán được mất của bản thân, luôn có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn. Chỉ cần trong khả năng, họ chắc chắn dốc toàn lực làm điều thiện. Vì vậy, khi họ gặp hoạn nạn, tự nhiên sẽ có quý nhân tương trợ. Có thể nói, trái tim lương thiện của họ đã chuyển hóa thành phúc báo. Đặc biệt, người tuổi Tý sinh vào tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 11 âm lịch thì vận tốt và phúc báo càng sâu. Thứ hai là người tuổi Mão. Triết lý đối nhân xử thế của người tuổi Mão chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Họ ít khi đắc tội với người khác, không chiếm đoạt hay tranh giành lợi ích. Có thể sống một cuộc sống bình đạm, thanh thản mỗi ngày đối với họ cũng đủ tốt rồi. Đây cũng có thể gọi là phúc báo lớn nhất dành cho người tuổi Mão. Cuộc sống ổn định, không có phiền não, có thể không cần quá giàu có, nhưng bình an là quá đủ. Đặc biệt, người tuổi Mão sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 11 âm lịch, cả đời luôn hưởng phúc và mọi chuyện khá thuận lợi. Tiếp theo là những người tuổi Thân. Người tuổi Thân bản tính hoạt bát và có một tâm hồn rất trẻ. Họ luôn sống lạc quan, cầu tiến, nhẫn nại và không dễ dàng bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách. Ngoài ra, con người này cũng ghét chuyện bất bình, sẵn sàng ra tay giúp đỡ người yếu thế, nên cuộc đời họ xây dựng được không ít quý nhân, gặt hái được nhiều cơ hội tốt để tạo dựng cuộc sống sung túc, mỹ mãn. Đặc biệt, người tuổi Thân sinh vào tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 âm lịch, cả đời hưởng phúc báo rất nhiều, danh lợi đều có đủ. Bây giờ sẽ là những người tuổi Dậu. Con người này rất thích tự do và tràn đầy sức sống. Họ giỏi giao tiếp, hòa đồng, biết cư xử nên ai gặp cũng yêu mến. Các mối quan hệ trong cuộc sống của họ cực kỳ phong phú và trong đó có không ít quý nhân giúp họ khi khó khăn. Đặc biệt, người tuổi Dậu sinh vào tháng 1, 2, 9, 10, 12 âm lịch còn thường được bậc trưởng bối giúp sức trong sự nghiệp, tiền đồ tươi sáng, cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng là những người tuổi Tuất. Đây là người đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng chân thành, trượng nghĩa, không có lòng phản bội, không tính toán ai cho đi nhiều hơn. Vì vậy, khi họ gặp hoạn nạn, tự nhiên cũng có người sẵn lòng đưa tay giúp đỡ. Người tuổi Tuất xử sự cũng rất thấu đáo, họ có thể nhìn ra những tiểu tiết mà người khác không thấy, tâm thái vững vàng, không dễ hoang mang trước biến cố. Đặc biệt, người tuổi Tuất sinh vào tháng 2, 3, 7, 9, 10 âm lịch càng có nhiều phúc báo trong đời, luôn có thể hóa dữ thành lành.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!